Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của khu vực và thế giới có nhiều tin bài nhận định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng cả về chính trị và kinh tế của đại hội lần này đối với Việt Nam. Trang ChannelNewsAsia.com dẫn lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và bền vững, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Cũng nhân lời phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, báo Bangkok Post của Thái Lan đã đề cao thành tựu kinh tế của Việt Nam trong năm 2020. Trong khi đó, tờ The Star của Malaysia dẫn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đại hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Các cơ quan truyền thông báo chí của Nhật Bản đồng loạt đưa tin đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng nhất, không chỉ thảo luận các vấn đề nhân sự mà còn các chiến lược về chính trị, ngoại giao và kinh tế. Truyền thông của Mỹ và Pháp cũng đưa tin về lễ khai mạc, đồng thời dẫn lời chuyên gia nêu rõ bất chấp triển vọng quốc tế đầy thách thức, ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tận dụng lợi thế kinh tế và chính trị từ việc xử lý thành công đại dịch COVID-19.